Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ở đây thì mình đang có một cái hộp với biểu tượng rất lớn, logo Avenger. Thì đây chính là Xiaomi Mi Band 4 phiên bản Avenger, phiên bản đặc biệt. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem là cái phiên bản này nó sẽ có những gì và cũng như nó khác biệt gì so với phiên bản thông thường hay không. Đầu tiên bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tấm card khá là lớn màu đen mà chữ vàng bằng chữ Trung Quốc thì mình không hiểu nó là gì. Chỉ biết là đằng sau thì sẽ có thêm một dòng chữ Avenger Marvel và chúng ta sẽ có một số biểu tượng của Hulk, của Iron Man và chúng ta sẽ có của Thor, Captain America và đây thì sẽ là Hawkeye và đây thì mình không rõ nhân vật nữ là gì. Bên trong thì sẽ có ở đây chính là một cái logo bằng kim loại, nó giống như kiểu là một chiếc Mi Band 4. Nó theo cái form của Mi Band 4 và chúng ta sẽ có logo Avenger. Nó bằng nhôm, kim loại rất là đẹp để cho các bạn có thể được dính lên những cái case PC, hoặc là các bạn có thể là đục một cái lỗ ở đây để làm móc treo chìa khóa, hoặc là các bạn muốn làm gì thì làm, hoặc là các bạn cũng có thể giữ lại để làm kỷ niệm. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ có đây là 1, 2, 3 chiếc Mi Band 4. Nhưng không phải, thì đây sẽ chỉ là chúng ta sẽ chỉ có một Mi Band 4, cùng với đấy thì sẽ có thêm 3 cái phiên bản màu dây. Và cái dây này thì nó cũng sẽ đặc biệt hơn một chút so với những dây khác. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ hơn đến cho các bạn, nhấc ra xem là nó còn gì nữa hay không. Bên dưới đây thì sẽ chỉ là một cái sợi dây để các bạn có thể sạc cái chiếc Mi Band 4 này mà thôi, không còn thứ gì đặc biệt khác. Bỏ ra nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dây màu đen với cái Mi Band 4 ở bên trên đây. Thì với cái dây này nó đặc biệt ở đâu? Đấy là ở cái khuy này chúng ta sẽ có logo của Avenger. Và không chỉ cái dây màu đen, và đối với những cái dây màu cam hay là màu xanh mà mình đang có ở đây thì chúng ta cũng sẽ có biểu tượng theo từng dây. Ví dụ nhá, dây đen sẽ là logo Avenger, dây xanh sẽ là logo của Captain America, và chúng ta có dây màu cam biểu tượng của Iron Man. Thì nó sẽ tương ứng với những màu sắc mà những cái nhân vật này mang trong phim. Ví dụ như màu áo của Captain America chúng ta sẽ có màu xanh rất là biểu tượng rồi. Còn Iron Man thì thường nó sẽ là màu đỏ, nhưng không hiểu tại sao đây là dây cam. Nếu mà là dây đỏ thì mình sẽ đánh giá cao hơn. Đến với chiếc Mi Band 4 đi, thì mình sẽ tháo con nhộm này ra thì các bạn sẽ thấy rằng là thiết kế bên ngoài, đó là mặt trước của nó cũng giống y chang với những chiếc Mi Band 4 khác, vẫn là màn hình màu và chúng ta cũng sẽ có những tính năng tương tự như đo nhịp tim. Nhưng khi mà mở lên này thì các bạn sẽ có sẵn ở đây là cái theme của Avenger. Chúng ta sẽ có màu mè hơn ở cái phần đồng hồ và cũng như là trong cái phần tất cả những icon này thì nó cũng giống tương tự như những chiếc Mi Band 4 khác mà thôi, không có điểm gì đặc biệt. Chủ yếu là chúng ta sẽ có thêm một cái đấy là đồng hồ với logo của Avenger. Tất nhiên cái theme này thì các bạn cũng có thể custom ở trên những cái chiếc Mi Band 4 khác, nhưng mà có lẽ để có được một cái theme nó đặc biệt như thế này thì trên những chiếc khác sẽ không có, bởi vì nó cũng sẽ là một cái gì đó nó độc quyền trên cái Mi Band 4 này rồi. Nên đây cũng sẽ là một cái điểm mà nó sẽ thu hút những fan của Avenger lựa chọn mua và sử dụng nó, thay vì là lựa chọn những phiên bản thông thường. Và mức giá của cái Mi Band 4 phiên bản Avenger này mình tham khảo ấy thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm là 1,5 triệu tại thị trường Việt Nam. Tức là một chiếc Mi Band 4 này có thể mua được 3 chiếc Mi Band 4 phiên bản thông thường. Thông thường thì chúng ta sẽ có mức giá khoảng tầm là 650 mà nhân 3 lên thì nó sẽ hơi quá một tí, nhưng mà dù gì nữa cũng gần mua được 3 cái rồi. Và cảm ơn Chiến Tài Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm để thực hiện video này, và các bạn quan tâm thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phim dưới phần mô tả nhá. Và các bạn thấy sao về chiếc Mi Band 4 phiên bản Avenger này? Nếu như có khoảng tầm 1,5 triệu thì các bạn sẽ bỏ ra để mua khoảng tầm là 2-3 cái Mi Band 4, hay các bạn sẽ bỏ ra để mua một mình chiếc Mi Band 4 Avenger? Xin comment để lại cái sự lựa chọn các bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.